mùng 7 tháng 7, Sơn Đông sale đầy rẫy, mức giảm giá thì ngon hết sảy. Và cái mức giảm giá cao nhất của Sơn Đông lên đến là 40% luôn. Và ngày hôm nay thì Sơn Đông chúng em xin tung ra chương trình khuyến mãi đến với mọi người ngày Good Day Shopping 7 tháng 7 này, với thời gian khuyến mãi là từ ngày 5 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7, diễn ra đến tận 5 ngày. Và giảm giá cho tất cả các mặt hàng tại công ty. Và bây giờ em xin đi đến một số sản phẩm để cho mọi người biết rõ hơn cái mức giảm giá ngày hôm nay nha. Hình thức giảm giá áp dụng với tất cả các mặt hàng có sẵn tại công ty Sơn Đông, với tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Và các mặt hàng có sẵn được giảm giá 15%. Và hiện tại mọi người cũng biết là tình hình dịch bệnh đang tiến vào Sài Gòn rất là căng thẳng. Với chiến dịch là cố lên Sài Gòn ơi, thì công ty Sơn Đông chúng em đã có mức giảm giá thêm 5% nữa cho các khách hàng tại Sài Gòn. Và cộng thêm 5% nữa cho khách hàng nào tiến hành mua hàng và thanh toán trong vòng 7 ngày. Thì tổng cộng cái mức giảm giá là lên đến 25% cho quý khách. Và áp dụng thêm đối với các chương trình khách hàng VIP, siêu VIP và Super VIP là cộng thêm 10%, 12% và 15%. Thì ví dụ trước mặt mọi người là một bộ bàn ghế có mặt sẵn tại cửa hàng Sơn Đông quận 7, thì bộ này nếu là khách hàng siêu VIP của bên em thì sẽ được giảm là 37%, và mức hàng khách hàng Super VIP là lên đến 40% luôn. Và còn chần chờ gì nữa mà mọi người hãy không mau đến cửa hàng quận 7 chúng em, hoặc đến các cơ sở showroom gần nhất để có thể chiêm ngưỡng mua hàng cũng như là tranh thủ mùa ưu đãi này nha. Và hiện tại thì video đang được quay trực tiếp tại chi nhánh quận 7 với địa chỉ là 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Để được hưởng ưu đãi một cách nhanh nhất thì mọi người có thể gọi vào số hotline bên dưới là 093 8808 933 để được gặp em là hân hoan tư vấn hỗ trợ một cách nhiệt tình và nhanh chóng nhất. Và bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video clip ngày hôm nay. Chúc mọi người có một mùa săn sale thật là vui vẻ nha. Bye bye.